Top 5 doanh nghiệp bất động sản khu nghiệp còn nhiều quỹ đất nhất niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Phần thứ tư là cổ phiếu SIP, hay chúng tôi gọi là SIP, thì cái diện tích thương phẩm của nó là còn 842. Thì SIP này rất là nổi tiếng trước đây với những cái khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh với giá cho thuê rất cao, rất đắc địa. Thì hiện nay thì SIP cũng có nhiều bất động sản khu nghiệp ở các cái tỉnh vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái doanh nghiệp này có cái tiền và tương đương tiền lên đến 4.645 tỷ đồng. Nợ vay của họ thì rất nhỏ, chỉ 1.038 tỷ đồng thôi. Như vậy là có thể thấy là cái lượng tiền mặt của họ rất lớn, rất lớn. Nợ vay ròng là âm cơ, 3.600 tỷ. Tức là lượng tiền mặt của họ nếu trả hết nợ thì vẫn còn dư ra 3.600 tỷ. Vốn chủ sở hữu của họ là 3.574 tỷ. Vốn hóa thị trường của họ là 9.411 tỷ, thì PB của họ bằng 2.63 lần. Thì cái doanh nghiệp này có thể mang lại cái lợi nhuận cho cổ đông mỗi năm, cái doanh nghiệp này cũng khoảng độ 1.000 tỷ đồng. Và cái cổ tức nó trả thì chưa được cao lắm trong quá khứ. Tuy nhiên từ năm 2022-2023 trở đi thì SIP có thể trả cổ tức tương đối cao, và cái lợi nhuận của nó vẫn có thể tăng trưởng tiếp tục trong dài hạn. Đó, thì cái rủi ro đối với cổ phiếu SIP này thì cái khối lượng cổ phiếu lưu hành bên ngoài rất ít, thanh khoản của nó rất thấp. Chính vì thế cho nên là nhà đầu tư mua ra bán vào nếu với số lượng nhiều thì cũng tương đối khó khăn. Đó, còn mặt tích cực như đã nói là cổ tức nó sẽ tăng tương đối tốt, định giá hấp dẫn và triển vọng trong tương lai của nó tốt.